chút chiên giá thì nó chết rồi. Đây là đồ lòng gà mình xào mướp ha cả nhà. Hôm nay ở nhà mình ăn cá lòng tông kho khô rồi lòng gà xào mướp. Trái của bắt cái chảo ra đây ha. Trái. Ở ngoài này nấu không có bị gió nữa, ở trong chổng bị gió quá. Cái cây. Làm gì chạy đường nữa. Bữa chứ môi thả môi cho dưới đây ra quá trời. Môi đổ khác bữa qua, bữa không biết môi đổ ra đây cái gió nó quặn ngược vô. Ủa quăng thấy cái mồm bịch. Sai ở nhà còn cái nồi đủ không? Cái nồi nhiều lắm. Kiếm cái nồng mà. Kiếm cái nồng để nó đỡ đóng đen. Hồi nãy quên nó lấy rau rồi. Qua mình để qua bà Sáu cho xin rau. Ủa vậy hả? Rau cá mà kho bỏ rau mà ôm ngon. Cho em hoài à? Không thôi, hôm qua cũng mới kho cái sạch nhỏ nhỏ gì nè anh Bảy. Hôm qua là kho cần chảo rồi. Bên trong này bên bà bên chợ Đồng Nàng bánh bán 120. Nhưng mà nó đặt đầu sạch lắm, còn ở chợ với ra mình bán 100 á nó không muốn đặt bụng, cái bụng còn nuôi rồi. Còn này là đặt đầu thôi. Cho cá bỏ vô chén cơm là xong rồi.
ngon thiệt. Đúng là cá này có tiền mà mua không phải dễ. Mua được có cây ớt. Cái ừ, để lát về gọt trái mít mới được cho trái mít. Đi về hả gọt? Chúc hai đứa đi chợ. Không phải không làm chuyện rồi, chứ để mình đi cái đóng nhà không làm sao. Chứ ai dịnh nó căng. Ai dịnh căng đúng không? Nhanh nhanh về với nó không, đâu có ấy đâu. Mình tốn một lần rồi. Đâu rồi? Giờ mở thịt mở trước. Mở thịt mở đi. Bỏ cho lạnh á. Ừ. Nó tan ra cái đầu mình tan banh banh ra. Nóng nó tan ra. Tức mỡ là ngon, cá này kho bỏ tức mỡ là ngon. Đây là ngò ôm nè, hành lá nè, hành tím, tím, ớt. Cá này còn kho bỏ ngò ôm ngon lắm. Thơm ha, ngò ôm có cá, ngò ôm có cá. Với cá rô mà kho bỏ ngò ôm cũng ngon. Chứ mình để xin ngò ôm về chồng. Chị Sáu bên có kìa. Nữa mình xin mình chồng, bả nó không có đâu ăn nè. Bà mới ôm mày sáng mày bà đâu. Dạ. Ôm sáng biết tụi gió quá vậy. Nó kêu gây nó xin ra mà ôm tí ở ngoài kia. Kho xong rồi múc miếng cá lên đi cho ngon quá. Cho ông anh. Ở chợ. Cho nên là món này là món ngon rồi. Nhiều vậy. Bẻ cái ớt xanh nhé, bên hông chọn luôn. Cái miệng ông cũng nổ nên là bực á. Mời cả nhà ăn cơm. Cái hầm rau cà ngon quá.